Ok, hello, xin chào tất cả quý anh em đồng đạo Lâm Trình Kỳ, Zip vẫn như anh em server Đại Tung Sơn của Khải đang tham gia anh em ơi. Hiện tại bây giờ thì Khải đang cánh bao La Hán trong cho ngày mới. Nói chung là một ngày bây giờ Khải sẽ chính thức cánh một ngày khoảng 5 bao. Nói chung là không biết 5 bao hay 4 bao tùy theo cái lượng mình cánh được kinh nghiệm thôi anh em ơi. Nói chung là bây giờ thì Khải sẽ bắt đầu kỳ cấp anh em ơi. Kỳ cấp thì không biết sẽ như thế nào, không biết có lên được top hay không nha anh em ơi. Nhưng mà sẽ cố gắng một ngày sẽ cố gắng cánh full thiết là hắn lửa bao trên một ngày nha anh em. Và ok, bây giờ thì Khải sẽ bắt đầu cánh cho anh em xem. Nói chung là hôm qua cũng có nhiều anh em donate Khải đỡ Khải mua lửa bao á, thì cũng cảm ơn anh Trình này. Anh Trình donate Khải 100k thì nói chung là một cái lửa bao. Thường thường một lửa bao thì chúng ta sẽ tốn khoảng 35k, và hai lửa bao thì sẽ tốn 70k, và một ngày mà cánh khoảng 5 bao sẽ tốn khoảng 250 nha anh em. Rồi 35k một bao, 35k một bao, 5 bao thì tầm 200k anh em ơi. Nói chung là làm gì làm một ngày up cấp up lửa bao là hắn khoảng tầm 200k. Không biết thì hên xui tùy theo cái độ ít hay nhiều của cái thiết là hắn, là theo hàng nghĩ thì cái mặc định của nó thì tầm khoảng tầm 50 triệu nó sẽ không cho cánh thêm nha anh em. Và bây giờ coi như cái đó là cũng vì là video test cho anh em xem luôn nha. Hiện tại là 110 triệu này đấy, tầm đó nha, được chưa? Bắt đầu 110 triệu này. Khải không biết hồi sáng Khải cắn 2 bao rồi, 2 bao tầm 2 triệu đi. Bây giờ Khải tiếp tục test thử là cắn full la hắn thì một ngày cắn được bao nhiêu triệu nha anh em. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cắn nha anh em. Hiện tại bây giờ có 1 2 3 4 5 6 5 5 10 20 30 40 đi, 50 bao anh em. Đó, trong cái này nó là 10, nó là 50, đúng tròn 50 nha anh em. Ây da, bảo chơi rồi à. Chờ chút anh em mà tới nữa bảo chơi xong sẽ cắn anh em xem nha. Ok anh em, nãy bảo trì anh em nữa là bây giờ Khải tiếp tục quay lại cho anh em xem. Như Khải đã nói thì ở bây giờ thì chính thức bây giờ thì mỗi ngày Khải sẽ cắn full thiết là hán nha anh em. Nói chung là sẽ cố gắng mua từ 4 đến 5 bịch thiết là hán lửa bao, và một bịch bên trong sẽ có 10 cuốn. Đó là sẽ cố gắng cắn mắt nha anh em, sẽ cắn mắt trên ngày đầu quán up cấp nha anh em. Hiện tại bây giờ thì Khải sẽ cắn cho anh em xem. Như nãy đã nói thì 110 triệu. Đó, cho 110 triệu đi. Đúng không? Giờ Khải cắn full thì nó sẽ lên bao nhiêu nha anh em. Khải sẽ thống kê thử cắn full trong một ngày thì cũng tầm bao nhiêu. Khải dự đoán tầm 4 đến 50 triệu mà Khải không nhớ chính, không rõ chính xác, mà Khải nghĩ chắc tầm 50 triệu này. Ok, bây giờ chúng ta cắn nha. 400 1 triệu 3 400, ui nhỏ này. 900 quái lên. 600, ui chắc là lần này nhỏ. Ui sao có mấy trăm vậy ta? Chắc là lần này đen rồi anh em. 1 triệu 3 900 100, ui chắc là lần này ăn lá hắn còn vài trăm rồi chắc rồi. Lần này em xem full được ta. Ui 1 triệu 6 1 triệu 4 3 triệu 6 đâu 3 triệu 6 đâu 2 cái 3 triệu 6 nào. Chưa thấy 3 triệu 6 này nè. 1 triệu 6 200 1 triệu rưỡi 1 triệu 7 3 triệu 6 1 cái 1 triệu 6 được một lần 3 triệu 6 nha nè. Cố gắng mấy phát 3 triệu. À 2 phát 3 triệu 6. Đó thấy chưa, 2 phát 3 phát 3 triệu 6 3 phát rồi nha nè. Đó đã, bây giờ Khải đã cắn được 46 triệu rồi nè. 46 triệu rồi nha. Nên thấy là 110 giờ lên 56 là Khải được 46 triệu rồi nha anh em. Rồi cắn tiếp 1 triệu 7. Rồi full. Rồi đúng chính xác là 50 triệu anh em à. Chính xác luôn anh em ơi. Một ngày chúng ta chỉ cắn được 50 triệu kinh nghiệm thôi anh em ơi. Hồi sáng cái video này Khải đã nói anh em. Hồi sáng Khải làm giả tạo Khải cắn 2 cái la hán rồi. Khải có 2 cắn 2 cái tầm 2 triệu rồi anh em. Tầm 2 triệu rồi. Hiện tại bây giờ thì nãy là 110 với lại 2 triệu lúc trước Khải cắn. Thì bây giờ nó lên là 160 đi. Đó là một ngày chúng ta sẽ cắn full 50 triệu kinh nghiệm nha anh em. Đó, nếu anh em đầu tư thì một ngày cắn full 50 triệu kinh nghiệm nha anh em. Ok anh em, và bây giờ thì clip Khải cũng tạm dừng ở đây. Cũng coi như là test lỡ bao là hắn xem một ngày chúng ta cắn bao nhiêu và như thế nào thì anh em cũng đủ rõ nha anh em. Nói chung là một ngày cố gắng mua khoảng 4 bao đến 5 bao thì up full lỡ bao là hắn khoảng 50 triệu nha anh em. Chúng ta sẽ có được 50 triệu đỡ cày cấp và up cấp level cày hạng nha anh em. Ok, và bây giờ anh em đang xem video này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like, một chia sẻ và cũng như ủng hộ kênh YouTube của Khải nha anh em ơi. Và anh em nào chưa nhấn đăng ký kênh thì nhấn vào đăng ký kênh và nhấn vào chuông để theo dõi những buổi livestream từ kênh YouTube của Khải nha anh em ơi. Và hôm nay thì Khải bận nên là Khải chắc chắn không biết là có lên like được với anh em hay không. Nếu mà lên like được thì Khải sẽ lên like nha anh em. Và ok, bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người nha.